Hello các bạn, chào mừng bạn quay lại kênh YouTube Ông Mật Cao Nguyên. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 4 2020, tức là nó rơi vào ngày giỗ tổ Hùng Vương của mùng 10 tháng 3 âm lịch các bạn. Thì hôm nay thì bên công ty mình là nghỉ, không có đi làm, thì mình có lên văn phòng mình ngồi chơi. Mình ngồi chơi thì mình mới lấy cái mớ mặt ong bên công ty mình ra mình nghịch mình thử cho các bạn xem. Thì mật ong có rất là nhiều loại, thì bây giờ làm sao biết được phân biệt mật ong thật, mật ong giả, mật ong dởm kém chất lượng này nọ, đúng không các bạn? Nhiều lắm, các bạn lên mạng của YouTube sạch rất là nhiều rồi, nhiều bạn làm lắm rồi. Hôm nay thì mình cũng có làm lại thêm một chút xíu rồi thôi cho nó rõ hơn thôi. Thì tình hình bị dịch cúm Covid-19 các bạn ảnh hưởng nhiều lắm các bạn, vẫn đủ thứ luôn. Mọi sinh hoạt rồi công việc của người dân rồi doanh nghiệp, nói chung là đảo lộn hết xì ngầu lên. Nhưng mà dưới góc độ vĩ mô thì chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề mà phòng dịch hơn là đến cái lợi ích cá nhân của chúng ta. Bởi vì cái bệnh dịch nó tuy đơn giản nhưng mà nó không có đơn giản chút nào. Nó mà lây lan hết cả cộng đồng thì coi như là người giàu cũng như người nghèo giống nhau hết à. Lúc đó là nó loạn hết cả xã hội lên. Do đó tốt nhất thì anh em bạn bè mọi người cứ làm theo cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đưa ra, khuyến cáo Bộ Y tế đưa ra, nhà nước chính quyền mình đưa ra cái chỉ thị gì, khuyến cáo gì thì người dân doanh nghiệp cố gắng tuân theo, cố gắng tuân thủ theo ha. Tránh cái trường hợp mà mình tự ý làm sai cái chỉ thị, rồi cuối cùng hậu quả cuối cùng là tự bản thân chúng ta phải gánh hết hậu quả. Thì bản thân doanh nghiệp mình cũng thiệt hại nhiều, mình có thể sợ rất nhiều thứ lắm. Thứ nhất là khách hàng của mình đã bị bên công ty mình bị hạn chế, đúng rồi. Thứ hai là khách họ liên lạc bên công ty mình cũng từ chối tiếp xúc họ luôn, có nhiều cái lắm các bạn. Như mọi năm á, cái mùa này á, sau khi mà ăn Tết xong là mùa thu hoạch mật ong, là công ty mình bắt đầu xử lý mật ong là lo chiến dịch xuất khẩu. Nhưng mà năm nay á, không xuất khẩu gì hết các bạn, án binh bất động luôn, nằm chơi luôn đó. Anh em nhân viên thì chia nhau đi làm để hạn chế tập trung đông người, tránh tiếp xúc nhiều đó. Thì nói chung là mỗi doanh nghiệp thì họ sẽ có những cách nào để thích nghi phù hợp riêng cho tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp. Thì hôm nay thì lễ giỗ tổ Hùng Vương thì bên mình nghỉ, nhân viên công ty mình cũng không có, mình lên công ty ngồi chơi đó, mình cũng không có gì làm, mình cũng lên công ty ngồi chơi rồi mình lấy mấy cái mẫu mật ong ra thì mình sẽ quay cho các bạn xem, mình sẽ nói hết được cái cách thử mật ong thật giả, rồi làm sao biết mật ong thật dởm ha. Thì bây giờ mình sẽ quay trước cho bạn xem cái trên bàn của mình. Bây giờ hiện tại trên bàn của mình nó có rất nhiều loại mật ong. Mật ong nó có nhãn mát thương hiệu cũng có nè các bạn, là bên Highland Bee mình cũng có nè ha. Đấy, đây là mật ong Highland Bee. Cái này là cũng hàng Highland Bee luôn, nhưng mà cái hàng này hàng xuất khẩu nè. Đó. Còn cái này là hàng của mật ong của nước ngoài các bạn, của Canada nha các bạn. Canadian nè. Canada ha. Là khách hàng của bên mình họ yêu cầu bên mình gia công sản xuất giống như cái loại mật xuất khẩu của Canada này ha. Đó. Rồi đây là những cái mật mẫu từ trang trại đưa về làm mẫu nè. Đó, đưa về từ trang trại đưa về làm mẫu. Đó, nó như thế này. Thì màu sắc mùi vị nó cũng khác nhau các bạn, tại vì đặc tính của mỗi vùng miền khác nhau á. Thì cái nguồn hoa khai thác nó khác nhau thì màu sắc mùi vị nó cũng khác nhau. Nhưng mà nó đều là nguyên chất hết các bạn, nó không ảnh hưởng gì đến cái tiêu chuẩn chất lượng. Màu sắc mùi vị nó có thể khác nhau đặc thù vào cái loài hoa, loài cây của con ong nó hút mật đấy, nên nó không ảnh hưởng gì. Độ đậm đặc nó cũng có sự khác nhau luôn, có mật đặc, mật loãng đó các bạn xem nè, màu sắc cũng khác nhau nè đấy. Thì tùy theo cái nguồn gốc khu vực khai thác đó, nên cái này về chuyên môn thì nhiều khi người dân mình thì cũng không quan tâm lắm đấy. Màu sắc cũng khác nhau nè đấy, mật ong chai nè mà cũng khác nhau nè đấy.
thì doanh nghiệp thì họ sẽ biết chọn ra cái loại mật nào mà tốt nhất cho người tiêu dùng. À, bên đây á thì nó có một cái mình để sẵn rồi, một đây là cái hũ mật ong giả nha các bạn, mật ong pha nha, giả pha kém chất lượng là mình cho vào một tem chung luôn. Mật ong mà giả pha kém chất lượng thì cho là chung một loại giỏm luôn ha, chung một loại, nó là một loại. Còn đây là mật ong mà đạt ok chất lượng nè, thì nó sẽ nằm ở dãy bên này ha. Thì mình sẽ phân biệt cho bạn xem. Thứ nhất là mình sẽ đổ cái ly nước ra cho bạn, khui cái ly nước ra ha. Mình sẽ làm mẫu, mình sẽ lấy một ly nước ra, mình chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây, mình sẽ bỏ tạm mấy cái này ra một bên cho nó rộng đi. Các bạn xem này, bây giờ màu sắc mùi vị nó cũng sẽ khác nhau. Khi mà bên mình bán thì bên mình sẽ bán cái loại đa hoa các bạn, nó sẽ tập hợp nhiều cái loại mật ong này lại, thì cái loại đó nó sẽ tốt hơn, các bạn nó tập hợp đủ nhiều loại, chứ mình không bán mật đơn hoa. Bên doanh nghiệp mình là như vậy đó. Bây giờ mình sẽ bỏ hết mấy cái này ra bên ha, mình bỏ hết mấy cái này ra bên rồi, mình sẽ để riêng lại một cái hũ này để mình nhớ. Đây là cái mật pha, pha nước, pha đường, pha gì kệ đó, nói chung là cái mật này là không đạt tiêu chuẩn ha, không đạt tiêu chuẩn yêu cầu của Bộ Y tế quy ra đối với an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn công bố chất lượng của mật ong tự nhiên nha. Đó thì cái này không đạt yêu cầu, là nó là pha nước, pha đường, pha gì kệ đó, không quan tâm, nói chung không tốt, giỏm chất lượng kém, là như nhau rồi. Là cho nó nằm đây, để riêng tách biệt ra cho không mất công bị nhầm lẫn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa mấy cái ly nước lại, mình làm mốc ha. Rồi giờ mình sẽ thử cái phương pháp thứ nhất là mình thử xem cái độ tan trong nước. Mật mà tan trong nước là coi như là thả vô nước mà tan lòng bỏng thì coi như mật giỡm này. Mật giỡm này có thể là nó khai thác từ nhiều nguồn với nhau, thích rừng ong nuôi ong gì kệ họ. Tại bây giờ nó lừa đảo gạt nhiều lắm các bạn. Nó lấy mấy cái tổ ong phèo phèo ra, nói em là người dân tộc thiểu số, em leo trên rừng, em bắt cái cây gì, em bóp vắt mất vệ sinh. Thôi kệ nó thích nói gì kệ nó. Các bạn hiểu không? Đừng quan tâm, mình chỉ cần quan tâm về cái mặt khoa học, kiến thức. Mình là người thế kỷ, bây giờ thế kỷ này là cái thế kỷ hiện đại rồi, Google ra hết. Còn những cái dạng mà em leo trèo cây cao, em bắt, em vót đi, em bóp gì đó thì thôi. Ăn vô thì ai ăn chứ cho tôi không ăn. Ăn xem bệnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước. Vô. Đổ nước vô. Ok, dạ. Rồi. Mình sẽ bắt đầu thử từng loại mật một nhé các bạn. Mình sẽ bắt đầu thử từng loại mật A1. Thì cái như thế nào ha. Đợi chút xíu. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái ly nước này đầu tiên đi ha. Mình lấy trong cái mớ này ra. Mình lấy trong cái mớ mật này ra mình thử. Ha. Từng loại màu đi. Bây giờ mình sẽ lấy ba cái. Mật của Highland Bee mình là công ty mật công nguyên là cái đầu tiên này, là cái màu thứ nhất nè. Cái đầu tiên là cái mật giả trước ha. Cái mật giả nha, mật giả mật pha nè. Đó. Và cái mật pha nè, mình sẽ mật pha này vô đây. Tiếp theo mình sẽ lấy cái mật này là mật của Halabi bên mình. Thứ ba. Không, mình làm như vậy cho dễ đây. Đầu tiên là cái mật pha nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái loại mật khác. Ha, mật này nó không pha nhưng mà nó chưa đạt được chất lượng tốt lắm. Nó chưa pha nhưng mà chưa đạt được chất lượng tốt lắm. Rồi. Sau đó đến cái mật này là mật của nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế của Canada. À, rồi cuối cùng mình sẽ là cái mật của Halabi ong mật công nguyên ha. Rồi,
mình sẽ lần lượt từ từ cái một nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra mình sẽ lấy từ cái một. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái này trước ha. Mình sẽ thử cái này trước. Rồi cái ly nước đây. Đây cái ly mặt ha. Rồi mình sẽ đổ vô là bạn để ý quan sát coi nó cái hiện tượng như thế nào nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đụng cái nước cái là nó bung ra, nó nở ra liền nè. Ha. Mặt pha nha, mặt pha nè. Nó pha gì kệ nó pha nước, pha đường, pha gì kệ nó. Nhìn thấy không? Đụng vô là nó vừa chạm mặt nước là nó bung, nó nở ra liền. Nó không rơi được tới đáy. Ha, nè. Đó, đụng cái là nó rơi liền, đụng cái là nó tan ra. Ha. Đó, mình bạn coi lại nhá. Đó, đụng cái là nát ra luôn. Được chưa? Đó là cái mặt pha mặt giả là nhìn vô biết ngay liền à. Đó cái lông bông như vậy. Bây giờ nó thích nói mặt ong rừng ong nuôi hay gì kệ đó. Nó thích nói là tôi vô rừng tôi leo trèo tôi bắt tôi vắt cái gì kệ nó. Mà nó vắt cái gì mà nó thả lỏng bọng như thế này nè. Là mật giỏm rồi đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó đụng nước là nó bung ra liền. Thì bây giờ đó, nếu mà nó đụng nước mà nó nè. Nó không còn cái hình không nó na tan, hầu như là muốn tan hết trơn luôn cái ly mật ong của mình này nè. Các bạn thấy chưa? Thì bây giờ nếu mà mật ong nó mà thả vô nước mà nó bị như vậy á thì coi như là kém rồi, kém chất lượng rồi ha. Tại vì hàm lượng nước trong mật ong này quá nhiều, các bạn bỏ tiền ra bạn mua nước trong mật ong chứ không phải bỏ tiền ra mua mật ong. Rồi mình sẽ làm nhanh tại vì cái điện thoại mình sắp hết pin, mình làm tiếp tục qua cái ly thứ hai. Rồi ly thứ hai mình sẽ lấy một cái loại mật khác ha. Mật này thì nó không phải mật pha, nhưng mà nếu mà so về cái tiêu chuẩn chất lượng thì nó vẫn chưa đạt yêu cầu. Nếu mà tiêu chuẩn chưa đạt, nó không phải là mặt pha, nhưng mà nếu so về tiêu chuẩn chất lượng thì nó vẫn chưa đạt yêu cầu. Thì mình sẽ bắt đầu thử nha. Nè. Ok, có tiến bộ hơn. Đấy, bạn thấy có tiến bộ hơn nè. Đó, nó có tiến bộ hơn là nó không có tan nhanh như cái kia. Nó có tiến bộ hơn là nó vẫn rơi được xuống dưới đáy. Nè, nó vẫn rơi được xuống dưới đáy nè, nó không có. Đó. Nó vẫn rơi được xuống đáy nè, nó không có bị bung nở bông ra như cái kia. Đó, thì cái này thì có tiến bộ hơn. Ha, có ngon hơn, tức là bạn nhìn nè, trong đáy nó còn động được nè. Còn thằng này trong đáy là nó không có động gì hết. Mặt pha mặt giả mặt giỏm nó không động. Còn thằng này mà thật, nhưng mà vẫn so với tiêu chuẩn chất lượng của bên công ty mình thì cái này vẫn chưa đạt yêu cầu. Ha, đây nó vẫn chưa đạt yêu cầu. Tại sao? Tại vì hàm nước trong mật ong này vẫn còn cao. Ha, rồi sau này mình sẽ giới thiệu tại sao mà bạn nên mua hàng của công ty hơn nha. Rồi tiếp tục mình sẽ tiếp tục thử cho cái mật thứ hai, thứ ba là cái mật này, là cái mật của phương Tây, của Canada đây. Mặt này mặt của Canada nha, mặt nước ngoài nha các bạn. Mình sẽ đổ vô nè. Đấy, các bạn thấy không? Nó đặc không? Nó không hề rơi. Đấy. Các bạn thấy là nó đó, rất là đặc.
nè, nó không nước này nó rơi là vẫn rơi thẳng xuống dưới đáy luôn nè. Đó. À, này đó bạn thấy nè. Nó sẽ phân lớp ra. Mạch nó nằm bên dưới nè. Nước nằm bên trên nè, nó không tan ra. Chừng nào mình khuấy thì mới tan ra nha các bạn. Rồi mạch Canada, rồi tiếp tục mình sẽ thử nhanh tại cái điện thoại cái quay thì mình nó mau hết pin quá. Mình sẽ quay nhanh. Tiếp tục bây giờ qua cái ly nước này mình sẽ cho thử cái mật ong của bên mình. Ha. Đây cho em mật ong đây. Mình sẽ khui luôn. Khui luôn. Đây. Rồi. Mình sẽ bắt đầu đổ vô nha các bạn. Nè mật ong của mình nè. Mật ong công ty mình nè. Ha, cái mới mình mới khui ra luôn nhá. Rồi. Đây các bạn quan sát nha. Mình đổ nè. Đó. Thấy nó rơi thẳng xuống dưới đáy không các bạn? Các bạn có thấy không? Nó rơi thẳng xuống dưới đáy luôn nè. Đấy. Nó không hề tan ra. Khi nào mình quấy thì nó mới tan ra. Ha. Đây mật ong qua bên mình nè. Đây, mật ong bên mình. Khi mình đổ xuống dưới đáy, các bạn thấy nó phân lớp ra liền. Mật nằm bên dưới, nước nằm bên trên, nó không hề bị tan ra. Còn thằng này mật Canada của nước ngoài nè các bạn. Cũng giống y chang mật mình. Nè, đổ xuống dưới nó cũng tan, nó cũng nằm xuống dưới đáy, nó không tan ra. Đó, đây là mật Canada nhá, bên này là Canada nè. Còn bên này là của Việt Nam mình là của Highland Bee nè. Cả hai cái này đều là nó mật nằm bên dưới đáy nè, nó không tan ra nè. Tại vì nếu mà đúng theo tiêu chuẩn quốc tế là nó sẽ như thế này. Đấy, còn cái mật này các bạn thấy. Đây, mật này thì nó có tan ra một chút, tại sao? Tại vì cái này hàm lượng nước quá cao, trong mật ong quá cao, nó chưa được công nghệ của máy móc để tách bớt nước. Thì phần nó đang nằm 22%. Còn cái thằng này đang là 17-18%. Thì dĩ nhiên là nước mật nó sẽ không tan ra. Cái hàm lượng nước, phần trăm nước trong mật ong á. Còn thằng này thằng gì? Thằng này thằng mật giỏm luôn. Giỏm luôn, hàm lượng nước quá cao. Hàm lượng nước quá cao là coi như là trên 26-27% trở lên là coi như đụng nước tan luôn. Nè, đụng nước là tan luôn nè. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho bạn thử cái cách nữa là bằng cái dĩa nước ha. Đây mình sẽ đổ mật ong của bên mình vào, mình thử nha. Mật ong của mình nè, mình đổ vô. Đấy, vàng óng quá dạ, ngon lắm các bạn ơi, rất là ngon. Rồi mình sẽ đổ nước vào, đặt một chút. Rồi, mình sẽ đổ nước vào nè. Rồi, mình sẽ lắc nha các bạn. Các bạn lắc nè, lắc đều nè. Các bạn lắc đây. Các bạn lắc khi nào mà thấy á, nó ra cái hình tổ ong á, hình lục giác giống như hình tổ ong á, thì coi như là mặt đó mặt thật các bạn. Nè. Đó. Rồi, bạn thấy không? Đấy, nó hình dáng nó ra cái hình tổ ong. Nó hình lục giác các bạn. Nó định hình ra được cái hình là lục giác. Nếu mà có đĩa thì nhìn nó dễ hơn, còn to hơi nhìn khó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đó, nó đấy, nó hình đấy, nó thành cái hình lục giác. Đó là cái mặt đó là mặt thật đó các bạn. Ha.
Rồi ok, mình nói tóm gọn lại như thế này. Bạn mua về bạn cứ đổ vô nước bạn pha đi. Tôi không cần biết nó là pha gì hay gì, nó là mật kém chất lượng, nó cũng là mật thật nhưng mà kém chất lượng, mà đụng nước mà tan liền như cái thằng này thì thôi, bỏ đi các bạn. Dẹp luôn nè, mình đổ vô cho bạn xem nè. Đó, đổ vô nè. Đó, đó đụng vô mà tan nước bong bọc 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 như thế này nè. Đó, thì thôi dẹp bỏ luôn, đừng bao giờ mua cái mật này, nó thích nói mật rừng leo trèo đánh bắt gì kệ kệ xác đó. Đừng có mua. Cái thứ hai thì cái này tạm được một chút xíu. Tại vì cái này á là sao? Cái này là bạn mua trực tiếp của người nuôi ong. Họ không có máy móc thiết bị công nghệ để họ giảm bớt cái hàm lượng nước trong mật ong. Thì cái loại này nó vẫn còn hơn cái thằng giả, thằng pha, thằng kém chất lượng này. Các bạn mua cái này vẫn được. Ok. Còn nếu mà thực sự bạn có thời gian nghiên cứu nữa thì bạn nên mua cái mật nước ngoài xuất khẩu, hoặc là mua cái mật của Highland Bee. Bạn dùng, bạn thấy không? Mình đổ nước vô mà nó vẫn nằm như thế này nè, chỉ khi nào bạn quấy bạn mới tan lên. Thì giữa cái thằng Highland Bee này nè, ong mật cao nguyên này với cái thằng nước ngoài này, nó là một, chất lượng nó là một. Thậm chí cái thằng Highland Bee này nó còn ngon hơn cái thằng xuất khẩu này, bởi vì xuất khẩu này á là nó còn tính theo cái mùi vị, họ còn chọn ra cái mùi vị theo khẩu vị của nước ngoài. Nhưng Highland Bee này dành cho thị trường nội địa thì bên công ty mình sẽ chọn ra cái loại mật theo nguồn hoa, nó hợp với khẩu vị của người Việt Nam hơn. Uống rất là ngon mà đậm đặc nữa, ít hao, xài rất là tiết kiệm. Giá thành của cái mật này á, của Highland Bee này, nó chỉ bằng 1/2 so với hàng xuất khẩu thôi, nhưng mà chất lượng hai cái thì ok như nhau. Đó, chất lượng hai cái là ok nhau. Còn cái hai cái thằng này, cái thằng mà biểu leo trong rừng mà leo trèo bắt bóp vắt hay cái gì thủ công gì đó, thôi dẹp nó đi các bạn. Mấy thằng này hàm lượng nước nó cao lắm, bạn bỏ tiền ra mua 1 lít mật thì thực sự bên trong đó mật ông trả được bao nhiêu, toàn là nước không à, toàn là nước không, nên nó đụng vô nước nó bị tan ra. Ông này bạn chấp nhận được, dù sao họ cũng thật thà, người ta thật thà, người ta nuôi ong người ta cũng thật thà, thì người ta cũng có sao người ta lấy vậy. Bạn ok, bạn ủng hộ cho người nông dân, bạn mua cái loại này cũng được, cũng không sao hết. Nhưng mà nhớ kiểm soát cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của cái người này lại, có nghĩa là bạn phải mua người quen, mua đúng người quen nha. Còn nếu mà người lạ thì bạn cũng đừng mua, tại vì người lạ nó bóc vắt rồi nó làm mất vệ sinh, nó hốt vô, nó đóng chai, nó đưa cho bạn không biết. Còn ok, nếu bạn muốn an toàn tuyệt đối thì hãy nên mua những thằng như nước ngoài này, hay là cái thằng của Highland Bee như thế này. Tại vì sao? Tại vì đã được pháp luật công nhận và có kiểm định giám sát rõ ràng, lúc đó mình an tâm về vấn về vấn đề pháp luật hơn ha. Đó ok, đó là mình giới thiệu như thế này thôi. Tại điện thoại cũng sắp hết pin rồi đó, cho các bạn biết ha. Đây hàng xuất khẩu đây, không bán nội địa các bạn. Đó, có Highland Bee đây, con này là bán nội địa này, 130.000 một chai nửa lít. Còn mấy cái thằng này nè, nó bán lừa đảo cho bạn nè, 1 lít là 400-500 ngàn hay là 1 triệu gì đó, thì bạn cứ mua về bạn thử đây coi, bỏ vô nước mà tan thì thôi dẹp đi, đừng bao giờ mua mấy cái đó, để lâu là lên men chua ngay, uống như men rượu ngay. Đó, còn cái này hàm lượng nước rất thấp, bởi vì người ta đã dùng công nghệ tách nước, người ta loại bỏ bớt nước trong mật ong rồi, thì nó rất là đậm đặc, tiết kiệm. Mua một chai 130.000, bạn pha rất là nhiều ly nước mà uống. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha, để mình uống thử coi. Cái mật của này mình có đổ mật vô nè, bây giờ mình cho hết vô luôn. Quên rồi, chết tôi. Quấy lên. Đó, giờ mình quấy lên nè. Quấy lên nó mới tan. Rồi để mình uống thử coi, cái này là có mật Highland Bee nè. Ngon quá các bạn.